trọng tài bắt trận Việt Nam Thái Lan hiểu sai về luật. Trả lời Dinh, một cựu trọng tài châu Á từng bắt ở World Cup, cho biết đến lúc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF nên áp dụng VAR và tin tưởng nhiều hơn vào các trọng tài ASEAN. Công tác trọng tài trở thành vấn đề được bàn tán sau trận bán kết lượt đi giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam ở AFF Cup 2020 tối 23 tháng 12. Trọng tài người Qatar Al Akbar Sao Ude Ali đưa ra nhiều quyết định khó hiểu gây bất lợi cho tuyển Việt Nam. Điển hình là tình huống thủ môn tuyển Thái Lan, Chatchai Pakram phạm lỗi với Văn Toàn bên ngoài vòng cấm ở hiệp 1. Cầu thủ tấn công của Việt Nam, Văn Toàn phóng viên kiểm soát bóng hoàn toàn trước khi bị thủ môn Thái Lan phạm lỗi. Cựu trọng tài châu Á xin giấu tên phóng viên chia sẻ với Dinh. Cơ hội ghi bàn cho tiền đạo ở tình huống đó khá rõ ràng. Có lẽ đến lúc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á nên đầu tư vào VAR. Sau đó tin tưởng và trao thêm cơ hội cho các trọng tài của khu vực ASEAN, Đông Nam Á. Cựu trọng tài FIFA phân tích tiếp và sẽ giúp cuộc chơi trở nên minh bạch hơn. Tôi lấy làm tiếc vì các trọng tài Đông Nam Á không được trọng dụng ở giải này.